Tôi rất xúc động lại có dịp trở về quê hương Thái Bình của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về cuộc đời sự nghiệp của Bác. 50 năm thực hiện bản di chúc thiêng liêng Bác để lại cho toàn đảng, toàn dân. Và trở lại Thái Bình lần này, tôi cảm nhận được những bước tiến mới của tỉnh chúng ta và rất nhiều sự kiện quan trọng đã và đang diễn ra và sẽ diễn ra trong tương lai rất gần đây, càng làm cho chúng ta xúc động, nhớ về Bác kính yêu của chúng ta. Xin các đồng chí hồi tưởng lại 50 năm về trước, ngày 21 tháng 7 âm lịch năm 1969, tức là mùng 2 tháng 9 dương lịch của năm đó, Bác Hồ của chúng ta trở về với thế giới người hiền để gặp lại tổ tiên, các Mác Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác. Ngày hôm nay có thể nói là một ngày rất linh thiêng. Chúng ta nói chuyện về Bác đúng vào ngày giỗ 50 năm của Bác, lần thứ 50. Thì tôi rất mong tất cả chúng ta, với tất cả lòng thành kính biết ơn Bác, chúng ta sẽ có một giờ học toàn tình, tốt đẹp nhất, có ý nghĩa nhất. Và với một tình cảm như vậy, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tới tất cả các đồng chí chúng ta. Và xin chúc Đảng bộ, nhân dân Thái Bình vững bước đi lên theo con đường của Bác, ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng phát triển Thái Bình văn minh, giàu mạnh và hiện đại. Vì thời gian của chúng ta rất ít, cho nên tôi xin phép được trình bày những cái điểm cốt yếu nhất. Điểm đầu tiên, tôi xin giới thiệu với các đồng chí một số sự kiện tiêu biểu mà nhắc đến với một niềm xúc động sâu sắc khi liên quan đến cuộc đời sự nghiệp của Bác. Vấn đề thứ hai là chúng ta nói về bản di chúc linh thiêng của Bác, 1.000 từ Bác để lại, và bây giờ đã trở thành bảo vật quốc gia, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và của nhân dân ta. Rồi 50 năm thực hiện di chúc của Bác trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Và điểm cuối cùng, chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại lịch sử, những giây phút Bác vĩnh biệt chúng ta. Và cái quốc tang trọng thể dành cho Bác đấy, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa như thế nào? Thưa tất cả các đồng chí, năm nay là tròn 100 năm Bác kính yêu của chúng ta lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Từ năm 1919, tức là cách đây đúng một thế kỷ, trong cái bước đầu tìm đường cứu nước đấy, cứu dân, Bác lúc bấy giờ 29 tuổi, Bác lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Tên của Bác từ đấy đã đi vào lịch sử và tạo ra bước ngoặt cho số phận của dân tộc Việt Nam chúng ta sau này. Các đồng chí biết là Bác thay mặt hội những người Việt Nam yêu nước ở Pháp đấy, gửi đến hội nghị Versailles, là cái hội nghị mà các nước đế quốc thắng trận sau Thế chiến thế giới lần thứ nhất, chia lại thuộc địa. Và Bác gửi đến hội nghị này một cái bản yêu sách gồm 8 điểm, đòi độc lập cho Việt Nam và Đông Dương, đòi những quyền tự do dân chủ cho con người, mà bây giờ ta gọi là nhân quyền và dân quyền. Nhất là trong bản yêu sách lịch sử đó, Bác đòi hỏi phải bãi bỏ việc ra các sắc lệnh của thực dân đế quốc đấy, để ban bố các đạo luật. Và đạo luật mới là nền tảng pháp lý để quản lý xã hội. Tư tưởng ấy của Bác từ khi còn rất trẻ đã đặt nền móng cho xây dựng nhà nước dân chủ pháp quyền của chúng ta sau này. Đấy là sự kiện thứ nhất mà chúng ta nói đến, tên Bác là Nguyễn Ái Quốc,
cách đây đúng một thế kỷ. Nhưng có điều hết sức có ý nghĩa là khi cách mạng tháng 8 thành công, Bác là chủ tịch chính phủ tức là thủ tướng, rồi sau này có quốc hội, có hiến pháp, thì Bác là chủ tịch nước tức là nguyên thủ quốc gia. Bác ở với đảng và nhân dân ta 24 năm liền trên cương vị nguyên thủ quốc gia, rồi Bác vĩnh biệt chúng ta. Vậy mà từ khi là nguyên thủ quốc gia, là chủ tịch nước đấy, Bác lại lấy tên là Nguyễn Ái Dân. Thế là đời Bác đấy chỉ xoay quanh chữ dân, chữ nước mà thôi. Yêu nước thì yêu dân, mà yêu dân thương dân là thước đo của lòng yêu nước. Bác là một điển hình mẫu mực cho cái triết lý sống đó. Chúng ta biết là Bác Hồ của chúng ta sống 79 tuổi, 79 mùa xuân, mà Bác mang trong mình tất cả 175 cái tên. Riêng tên Bác đã là huyền thoại. Trong số những tên tuổi vô cùng phong phú đó của Bác, ta không thể nào quên là Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Ái Dân, tức là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Chúng ta mới thấy một điều sâu sắc trong cái chủ trương của Đảng ta. Khi mà lấy chủ đề học tập làm theo Bác của năm 2019 ấy, chỉ xoay quanh có một chữ dân thôi. Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân, thì tất cả ba cái mệnh đề ấy chỉ xoay quanh có một chữ dân mà thôi. Và trong cái giờ phút lâm chung vĩnh biệt chúng ta, Bác đã khóc và Bác nói một câu cảm động: Bác không thể bỏ dân mà đi được. Mà hôm nay là ngày giỗ Bác lần thứ 50, ta nhắc lại cái câu nói này của Bác để một lòng một dạ kính yêu biết ơn Bác và mãi mãi đi theo con đường Bác vạch ra. Ngoài sự kiện 100 năm Bác mang tên là Nguyễn Ái Quốc, thì xin các đồng chí nghiên cứu lịch sử cuộc đời Bác, cũng là lịch sử đảng ta đấy. Các đồng chí cũng nhớ cho là ngay sau khi mang tên là Nguyễn Ái Quốc năm 1919, thì năm 1920 tiếp theo đó, Bác đã trở thành người Cộng sản và Bác tham gia vào nhóm Cộng sản Marxist Pháp. Cuối cùng Bác lại trở thành lãnh tụ của Đảng Cộng sản Pháp, là đồng sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp năm 1920. Sang năm, các đồng chí kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác. Mà với đất và người Thái Bình, nó có một cơ duyên có thể nói là huyền diệu. Khi Bác ra đời, cũng là lúc tỉnh Thái Bình của chúng ta được thành lập. Sang năm, chúng ta kỷ niệm 130 năm lịch sử thành lập tỉnh, thì cũng là 130 năm ngày sinh của Bác. Đây cũng là điều mà cuộc sống của chúng ta ban cho chúng ta một hạnh phúc vô giá, là được mãi mãi nhớ đến Bác, học tập và làm theo Bác trên cái mảnh đất truyền thống của Thái Bình này. Vừa rồi, Đảng ta có đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Pháp do đồng chí Tổng Bí thư của Đảng sang thăm Việt Nam. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Pháp người ta gọi là Bí thư toàn quốc. Cái chuyến thăm Việt Nam này nhiều ý nghĩa lắm. Ngoài việc thăm Việt Nam và vào lăng viếng Bác, thăm khu di tích của Hồ Chí Minh, các đồng chí Cộng sản Pháp cũng là một chuyến đi để chuẩn bị cho sự kiện của sang năm. Kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Pháp mà do chính Bác Hồ của chúng ta là đồng sáng lập. Điều này làm cho chúng ta rất đỗi tự hào. Bởi vì trong lịch sử thế giới nhân loại, 30 tuổi thì các Marx Engels viết tuyên ngôn Đảng Cộng sản, trở thành lãnh tụ của phong trào công nhân quốc tế. 30 tuổi thì Lenin đã là người lãnh tụ nổi tiếng của cách mạng Nga, và sau này ông là linh hồn của cách mạng tháng 10 và chủ nghĩa xã hội hiện thực Xô Viết.
còn 30 tuổi thì Nguyễn Ái Quốc, tức là Bác Hồ của chúng ta, sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Đây là một trường hợp hy hữu của lịch sử. Bác là từ một người dân của một nước thuộc địa, mất độc lập chủ quyền, ra đi trong tình cảnh nô lệ, đi khắp bốn phương trời. Bác có mặt ở bốn châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ. Cuộc hành trình của bác gần 40 nước khác nhau, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Với hai bàn tay trắng mà ra đi tìm đường cứu nước, cuối cùng lại trở thành một nhân vật trọng yếu trong phong trào cách mạng thế giới và là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Pháp lúc mới có 30 tuổi. Để rồi 10 năm sau, lúc bác 40 tuổi, năm 1930, bác sáng lập Đảng của chúng ta. Bác ở với Đảng ta lúc Đảng 39 tuổi, và bác thì 79 tuổi, mà bác lại lấy tên là Hồ Chí Minh. Nhân đây, tôi xin phép có một lời trao đổi với các đồng chí chuyên trách công tác tuyên giáo của Đảng, và nhất là các đồng chí trong đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Xin các đồng chí nhớ cho, nếu như trong các cái cuộc thi báo cáo viên, người ta đặt ra một câu hỏi là Bác Hồ của chúng ta mang tên là Hồ Chí Minh từ bao giờ? Và khi mất, khi vĩnh biệt cuộc sống này, vĩnh biệt Đảng và nhân dân, Bác của chúng ta có bao nhiêu tuổi Đảng? Câu hỏi tưởng rằng đơn giản mà lại hóa ra không đơn giản một chút nào. Nhiều người cứ tưởng rằng khi về đến Bắc Bó Cao Bằng năm 1941 thì Bác đã là Hồ Chí Minh. Thì không phải đâu các đồng chí. Bác vẫn là Nguyễn Ái Quốc. Phải đến năm sau, năm 1942, khi Bác viết tác phẩm Lịch Sử Nước Ta. Lịch Sử Nước Ta có thể coi là một bộ quốc sử đấy các đồng chí nhé. Mà Bác lại viết bằng thơ, tức là Việt Nam Diễn Sử Ca. Mà trong núi rừng Bắc Bó, trong hoàn cảnh ấy, lấy đâu ra tài liệu? Bác chỉ bằng trí nhớ thôi, một trí nhớ mẫn tiệp của một bậc thiên tài. Bác tái hiện lại lịch sử hàng ngàn năm dựng nước giữ nước của ông cha ta. Bác không quên một sự kiện, một chi tiết nào hết ấy. Mà cuối tác phẩm này, Bác lại đưa ra một lời dự báo tiên tri. Đó là 1945, Việt Nam sẽ độc lập. Thì quả nhiên 3 năm sau, cách mạng tháng 8 thành công. Và bản tuyên ngôn lịch sử bất hủ của Bác ra đời. Từ đấy, Bác mới lấy tên là Hồ Chí Minh. Thế còn khi Bác mất, thì nhiều đồng chí cứ hình dung là Đảng ta 39 tuổi, thì chắc là Bác sáng lập Đảng ta, Bác là 39 tuổi Đảng. Thì cũng không đúng. Bởi vì ta phải tính từ cái bước ngoặt lịch sử, Bác từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản, trở thành một chiến sĩ của phong trào cộng sản quốc tế đấy, Bác lại sáng lập Đảng Cộng sản Pháp năm 1920. Như vậy là lúc vĩnh biệt chúng ta, Bác là người cộng sản với gần 50 tuổi Đảng, 49 tuổi Đảng. Cái chi tiết này chúng ta phải nhắc lại, để rồi nghiên cứu về Bác đấy, chúng ta phải cố gắng nỗ lực đạt đến sự chính xác càng nhiều càng tốt. Vì Bác là bậc vĩ nhân, có rất nhiều huyền thoại lịch sử, mà ta phải làm chân thực cái bức tranh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Một sự kiện nữa, tôi cũng xin trao đổi với các đồng chí. Năm nay là tròn 70 năm Bác viết tác phẩm Dân Vận. Các đồng chí phụ trách công tác dân vận của Đảng, của các đoàn thể đấy, xin các đồng chí nhớ cho là đây là tài liệu gối đầu giường của chúng ta, những cán bộ cách mạng vận động quần chúng, mà nhất là trong bối cảnh ngày hôm nay khi Đại hội Đảng đang đến gần, chữ dân trở nên rất thiêng liêng. Đấy. Các đồng chí biết là Bác viết dân vận ở chiến khu Việt Bắc, An Toàn Khu, Định Hóa Thái Nguyên năm 1949, năm nay là tròn 70 năm tác phẩm dân vận của Bác. Bác không chỉ là một nhà tư tưởng đề xuất những lý luận về dân vận đâu. Bác là người thực hành mẫu mực về công tác dân vận.
Bao nhiêu chuyện cảm động về dân vận của Bác làm xúc động những trái tim của chúng ta. Tôi kể các đồng chí nghe một câu chuyện nhỏ thôi. Khi Bác làm việc ở Bắc Bó, rồi sau đó là cách mạng thành công và nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nhưng mà ngay sau đó một năm nước Cộng Hòa trẻ tuổi lại bước vào cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược trở lại. Thì đại bản doanh của cách mạng lúc đó, cơ quan đầu não của Đảng, của chính phủ và nơi làm việc của Bác là ở Định Hóa, Thái Nguyên, nơi mà đặt trụ sở trung ương, nơi mà có cơ quan của Bộ Tổng Tổng Tư lệnh. Còn Chiêm Hóa, Tuyên Quang là nơi đặt trụ sở của các bộ, ban, ngành và đoàn thể. Mà Bác vừa là chủ tịch Đảng, vừa là chủ tịch nước, Bác đi chỉ đạo khắp mọi nơi như vậy. Bàn đá trông chênh dịch sử Đảng là một câu thơ của Bác một thời. Thế mà ở Định Hóa, Thái Nguyên, Bác làm việc đánh máy tài liệu trên một cái tảng đá, Bác gọi là bàn làm việc của Bác đấy. Mà Bác là người tuyệt đối giữ bí mật, trong hoàn cảnh hoạt động như vậy phải hết sức bí mật. Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp, Bác và cơ quan trung ương phải di chuyển địa điểm làm việc tới 200 lần, mà toàn trong rừng núi thôi. Thế có một lần Bác đang làm việc, thì có một điện hòa tốc gửi đến, đề nghị các cơ quan trung ương và cơ quan Bác đấy là chuyển ngay lập tức. Bởi vì địch nó đã có kế hoạch nhảy dù xuống Việt Bắc, với một âm mưu thâm độc là định bắt sống toàn bộ cơ quan đầu não của chúng ta. Tức là tình hình cũng rất là hệ trọng, nghiêm ngặt đấy. Đồng chí Vũ Kỳ là thư ký của Bác, sẵn sàng chuẩn bị tài liệu cho Bác để trong một cái túi rết nhỏ cho nó gọn. Thế và đến để mời Bác di chuyển. Ba vẫn thấy Bác ngồi bình thản đánh máy tài liệu trên tảng đá đó. Hỏi Bác là thưa Bác, thế không chuyển hả Bác? Bác nói thế nào? Bác bảo chuyển ngay bây giờ thì lộ mất. Có khác gì lại ông tôi ở bụi này. Cho nên làm việc bình thường, lặng lẽ rút lui, đi thật khẩn trương, thật nhanh từng nhóm nhỏ, đến tối sầm thì ta sẽ đi hết. Ngay cả những lần trước khi phải chuyển địa điểm đấy, Bác dặn chiến sĩ là sáng mai tinh mơ chúng ta lên đường. Thế mà chiều hôm trước vẫn thấy Bác tưới rau như mọi khi. Đồng chí chiến sĩ trẻ tuổi rất là hồn nhiên, không hiểu ý Bác, lại hỏi Bác một câu là thưa Bác, thế không chuyển nữa à? Bác bảo vẫn chuyển chứ. Bác bảo thế ta hỏi Bác là thế tại sao Bác vẫn tưới rau? Bác bảo mình không ăn thì để dân ăn, có đi đâu mà thiệt. Đấy, ta xem ứng xử của Bác như thế. Thế cái hôm mà phải chuyển địa điểm ấy thì buổi sầm tối ta đưa Bác đi, trời mưa tầm mưa tã như chút nước, trời tối đen như mực không nhìn thấy gì, chờ mãi không thấy liên lạc đến. Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ là chú chịu khó vào trong bản, bản tức là cái làng xóm của người dân tộc thiểu số đấy, nói khó với chủ nhà cho đoàn cán bộ ngủ nhờ một đêm, rồi sáng mai ta tính tiếp. Thế ông Vũ Kỳ vào nhà dân thì lại vào đúng cái nhà người ta đang có người ốm các đồng chí. Mà người thiểu số trước đây các đồng chí biết rồi là không có chữa bệnh bằng thuốc như chúng ta bây giờ đâu, bằng thầy mo, thầy cúng cơ. Người ta đang sốt ruột vì con cháu đang sốt cao mà không tìm được thầy mo, thầy cúng khi trời mưa tầm tã như thế. Thế lại thấy một ông xa lạ vào xin ngủ nhờ cho cả một đoàn người, người ta từ chối ngay các đồng chí. Không phải vì không yêu nước, không giác ngộ, không tiến bộ đâu, nhưng vì hoàn cảnh gia đình người ta đang có người ốm đau như thế. Thế là quay ra bảo với Bác là thưa Bác không được, người ta không cho ở. Bác cười, Bác bảo chú quay lại ngay chỗ đó. Chú nói với chủ nhà là cứ cho đoàn cán bộ vào nghỉ nhờ đêm nay. Trong đoàn có một thầy cúng rất giỏi, thế nào cũng chữa được cho cháu bé. Thầy cúng đó là Bác đấy các đồng chí nhé. Bác khai lý lịch hồn nhiên đến thế này cơ mà. Hỏi là nghề nghiệp của Bác, Bác chỉ ghi mỗi chữ làm thuê thôi mà các đồng chí. Hỏi Bác về trình độ học vấn, Bác ghi mỗi chữ là tự học thôi mà. Hỏi Bác về trình độ ngoại ngữ, Bác ghi là biết vài thứ, có thế thôi. Đấy, lý lịch của Bác có thế thôi đó các đồng chí. Rất là hồn nhiên các đồng chí. Thế là khi vào đến cái nhà ông chủ nhà đó, nói với họ là có thầy cúng rất giỏi đến cứu cho cháu bé, thì họ mừng rỡ lắm, họ cho ở ngay.
và bác bắt tay ngay vào thực hành công tác dân vận. Bác nhìn rất nhanh, bác thấy nhà cửa luộm thuộm bẩn thỉu, bác bảo các chú quét dọn thật sạch sẽ cho bác. Đấy, dân vận là thế đấy các đồng chí nhé. Phải làm những việc đầu tiên để gây thiện cảm với dân đã. Dân đã thiện cảm, đã yêu quý, đã ủng hộ thì việc gì cũng xong xuôi hết đấy. Đấy. Thế sau đó bác lại dặn chúng ta là chú nào đi đun cho bác ấm nước nóng đấy. Bác tắm rửa cho cháu bé, nó bẩn quá, nó ốm đau chứ có làm sao đâu. Đấy. Thế rồi bác rút trong túi rết của bác ra một cái quả chuối. Bác bóc vỏ rất nhanh và bác tết thành một bông hoa rất khéo để dỗ cháu bé. Và bác cũng rất nhanh trí, bác nhét ngay một viên thuốc giảm sốt vào ruột quả chuối các đồng chí. Rồi bác đứng ra giữa bàn thờ ở dưới nhà, bác cúng vái như một thầy cúng thực sự. Mà bác rất giỏi tiếng dân tộc thiểu số, tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Thái, như người trong cuộc vậy. Và bác bế cháu bé lên dỗ dành cháu, cho cháu ăn quả chuối, thực chất là cho cháu uống thuốc. Quả nhiên nó giảm sốt ngay các đồng chí. Rồi nó khỏi. Chủ nhà thán phục bác vô cùng, ca ngợi bác hết lời, bảo đây mới là thầy cúng giỏi nhất của bản ta đây. Đấy, ta xem bác làm dân vận như thế đấy các đồng chí. Chứ năm nay nhắc lại cái sự kiện 70 năm dân vận này, để rồi ta gắn liền với bản di chúc. Linh hồn của bản di chúc chính là đảng và dân. Quan hệ máu thịt giữa đảng với dân mà bác đã suốt một đời vì dân vì nước mà thôi. Hay là một cái chuyện dân vận này có liên quan đến Thái Bình của chúng ta. Các đồng chí là người trong cuộc, các đồng chí biết quá rõ rồi. Bác về Thái Bình 5 lần tất cả. Đấy là một cái phần thưởng lớn bác dành cho Đảng Bộ Nhân dân chúng ta. Đấy. Một sự quan tâm đặc biệt của bác. Bác còn nghỉ lại một đêm ở Vũ Thư cơ mà các đồng chí. Đấy. Mà bác về Thái Bình toàn vào thời điểm khó khăn thôi. Lũ lụt đê vỡ, nhà dân chìm trong nước. Bác rất xót xa, mà trời cứ mưa tầm mưa tạ. Tỉnh sợ bác bị ốm, cho nên mời bác lên xe, đưa bác về thị xã, làm cơm để bác ăn. Và mời bác nghỉ lại vì khuya rồi. Bác nói thế nào? Bác bảo đi thăm tỉnh lụt mà còn ăn uống gì nữa. Chú nào đói thì lấy cơm nắm bánh mì của bác mà ăn ở trong túi đó. Bác không ăn đâu. Thế còn cái về lần thăm cuối cùng của Thái Bình, mà cái lần này là bác để lại một lời dặn rất cao quý nhé, là phải xây dựng thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt. Bây giờ chúng ta đang phấn đấu hết mình để xứng đáng với lời dạy đó của bác. Bác căn dặn lãnh đạo tỉnh đủ mọi việc xong rồi bác về. Thế đồng chí bí thư tỉnh ủy lúc bấy giờ mới đem quà tặng bác. Tỉnh chúng ta lúc đó còn nghèo lắm, gọi là quà của tỉnh nhưng cũng có gì đâu. Có 2 túi gạo, mấy cân gạo tẻ, mấy cân gạo nếp biếu bác. Bác khen là gạo này ngon lắm. Và bác lấy tiền, bác trả tiền đúng thời giá bao cấp mấy cân gạo đó các đồng chí. Thế đồng chí bí thư tỉnh ủy của chúng ta thì cũng chưa hiểu ý bác. Nói một câu rất là chân thành và hồn nhiên. Sao bác lại giả tiền? Bác đừng làm thế. Quà của tỉnh ủy biếu bác có đáng là bao? Bác nhận cho anh em vui thôi. Thế nếu chúng ta nói, chắc ta cũng nói như vậy. Thế khi nghe bác nói lại ta mới thấy cảm động và thấy rất sâu sắc các đồng chí. Bác bảo các chú ở tỉnh ủy mà cũng làm được gạo à? Bác tưởng bác và các chú suốt đời chỉ ăn gạo của dân thôi chứ. Bác trả tiền cho dân chứ đâu trả cho các chú. Các chú không nhận giúp cho bác lại cứ giục bác mang gạo về thì có khác gì là bác tham ô. Câu chuyện này với chúng ta là cả một bài học suốt đời về đạo đức của người lãnh đạo, của đảng cầm quyền đấy các đồng chí. Một thoáng qua như vậy thôi, để ta thấy bác sâu sắc biết chừng nào. Mà sâu sắc được như vậy, không chỉ bằng trí tuệ của bác đâu, mà bằng trái tim, bằng tình thương yêu của bác với nhân dân. Hay là cái chuyện ở năm 51, đảng ta họp đại hội lần thứ 2, cái đại hội rất quan trọng, thông qua cương lĩnh kháng chiến kiến quốc, và đảng quyết định ra công khai, không còn hoạt động bí mật như trước nữa. Bác còn đề nghị với đại hội, chia thành 3 đảng độc lập, vì cách mạng đã trưởng thành, mỗi nước cần có một đảng riêng để phụ trách. Đấy, thế là Đảng Cộng sản Đông Dương lúc bây giờ đấy các đồng chí, mỗi nước là một đảng bộ thôi. Thế là đảng ta là Đảng Lao động Việt Nam,
Lào là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Campuchia là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. Cái đại hội này rất quan trọng vì phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đại biểu quốc tế, tức là lãnh tụ Cay Sòn Phan Huy Hàm và chủ tịch Hoàng thân Chu Van Nu Vong và lãnh tụ Campuchia nữa. Cho nên đội ngũ mà làm công tác an ninh của đại hội là rất vất vả. Rồi đội ngũ cán bộ văn phòng đi phục vụ đại hội càng vất vả hơn. Vì kháng chiến thì cái gì cũng thiếu thốn. Bác thương, bác đến thăm. Đến cái đơn vị an ninh thì chiến sĩ trẻ tuổi quá không biết bác là ai cả. Vì bác lại cải trang, bác lại giản dị như vậy không nhớ không biết ai cả. Thế là cứ ngăn bác lại để hỏi giấy hỏi má các đồng chí. Bây giờ ta gọi là cái thẻ đại biểu ra vào đại hội các đồng chí. Bác bảo bác đây mà, bảo bác cũng phải có giấy. Không cho bác vào các đồng chí. Thế là đồng chí chỉ huy ra mới nói nhỏ vào chiến sĩ là đấy là bác Hồ. Sao mà chú hỏi giấy bác? Bác nghe được nhé. Bác ngăn ngay lập tức. Bác bảo không, chiến sĩ của chú như thế là giỏi lắm, tốt lắm. Phải như thế mới giữ an toàn tuyệt đối cho đại hội được. Không có kẽ hở nào chủ quan cả. Và lỗi không phải của chiến sĩ, lỗi của chú đấy. Chú là chỉ huy, chúng ta cũng là chỉ huy các cán bộ lãnh đạo chủ chốt cả mà. Mà chú không báo trước cho anh em là bác đến thì họ biết bác là ai đâu. Cho nên bác sẽ thưởng cho chú chiến sĩ này một điếu thuốc lá. Còn chú là chỉ huy bác phạt sau. Rồi sau này bác ghi vào cái tác phẩm dân đảng ta đấy, mà bác đề gọi là tặng các đồng chí chi bộ. Bác nói rõ cách xử lý cơ. Chỉ huy và chiến sĩ cùng mắc lỗi như nhau, chỉ huy phải phạt nặng gấp 3 lần. Đảng viên và người ngoài đảng cùng mắc lỗi như nhau, đảng viên phải chịu xử lý phạt gấp 3 lần. Phải quang minh chính đại như vậy thì dân họ mới tin rằng đảng là tiên phong gương mẫu. Những cái chi tiết như vậy làm cảm động chúng ta về tinh thần trách nhiệm và ý thức sâu sắc của bác về phục vụ nhân dân. Và cũng xin các đồng chí trở lại một cái câu chuyện rất cảm động bác về Hưng Yên nhé. Với Thái Bình bác về 5 lần, nhưng với Hưng Yên bác về tới 10 lần tất cả. Ta mới hiểu vì sao. Hóa ra mảnh đất Hưng Yên cũng là một mảnh đất địa linh nhân kiệt. Đấy mới đích thực là quê ngoại của bác Hồ. Còn làng Hoàng Trù hay tên nôm là làng chùa ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An ấy, cũng là quê ngoại vì mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan sinh bác trên mảnh vườn Hoàng Trù. Thì đấy là quê ngoại. Nhưng mà gốc tích, cái nôi đầu tiên của quê ngoại nhà bác ấy, lại là Hưng Yên cơ. Mà Hưng Yên cũng là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, quê hương của bậc danh tướng Trung tướng Nguyễn Bình, mà năm ngoái ta vừa kỷ niệm 110 năm ngày sinh. Trung tướng Nguyễn Bình là bậc danh tướng các đồng chí nhé, người con ưu tú của Hưng Yên đấy. Người mà bác phong một lần lên thẳng trung tướng, nhân vật số 2 sau Võ Nguyên Giáp. Bởi vì lúc đó chưa có hàm thượng tướng. Đấy, mảnh đất Hưng Yên là như vậy. Bác về Hưng Yên rất nhiều lần như vậy, tát nước chống hạn với dân, làm thủy lợi. Ở đấy có cái công trình Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải, các đồng chí đều nhớ. Thế có một lần tỉnh ủy mời bác ở lại dùng cơm, như chúng ta vẫn mời nhau. Bác vui vẻ nhận lời ngay, không khách sáo gì. Rất hồn nhiên, không có một khoảng cách nào giữa lãnh tụ với cán bộ nhân viên cấp dưới cả. Ai cũng mừng được mời bác dùng cơm. Đến giờ ăn thì thư ký lại đặt trên bàn cho bác một cái túi vải nâu, có cái giải rút kéo lên thế này. Lấy thức ăn chuẩn bị sẵn cho bác từ Hà Nội. Có mỗi một nắm cơm nhỏ đã nguội, một khúc cá kho nhỏ là món bác rất thích, mấy quả cà sứ Nghệ, mấy lát dưa cải chua và một chai nước uống cho bác. Bữa ăn của vĩ nhân mà có thế thôi. Mà ta lại mời bác ăn cơm đã chuẩn bị sẵn sàng cả, ai cũng ngỡ ngàng không biết làm thế nào. Bác có một biệt tài là đọc trước được ý nghĩ của chúng ta, cho nên bác nói ngay, bác có cơm đây rồi, bác ăn cơm của bác, các chú ăn cơm của các chú đi, rồi ta lại làm việc tiếp. Đấy. Bác nhận lời ăn cơm theo với nghĩa đó các đồng chí. Thế là đồng chí bí thư tỉnh ủy xúc động quá, đứng lên thưa với bác. Thưa bác để anh em chúng cháu được ăn cơm nắm cho bác.
Bác bảo thế thì lấy dao cắt nhỏ nắm cơm ra, bác cháu cùng ăn cho nó vui. Thế mỗi người ăn một mẩu cơm tượng trưng của bác thế này. Ăn xong phải xới cơm thêm cho bác và cho tất cả mọi người. Thì rất là thông thường, một bát cơm nhỏ ta xới lưng bác mời bác. Bác nói ngay một câu mà bây giờ lãnh đạo Hưng Yên ngày nào cũng nhắc nhau. Chú xới vơi như thế này thì chú làm việc đầy đặn làm sao được. Các đồng chí có thấy cảm động không? Tức là bất cứ một chi tiết nào, một câu chuyện nào, bác cũng lái về chủ đề đạo đức hết đấy. Cho nên ta mới hiểu vì sao mà tác phẩm cuối cùng của bác trước khi mất vẫn xoay quanh chủ đề đạo đức. Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng. Cái câu chuyện này cũng rất cảm động, ta đã có nhiều lần kể với nhau rồi. Tác phẩm cuối cùng của bác đấy các đồng chí nhé. Thế khi mà thảo luận với các đồng chí ở Trung ương, ở Ban Tuyên giáo Trung ương đấy, thế là ta lại đề nghị bác cho sửa đầu đề tác phẩm. Bác nói là quét sạch chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng. Ta đề nghị bác cho sửa ngược lại, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Bác cũng rất ngạc nhiên. Bác bảo sao lúc thảo luận với bác các chú đồng ý cả, bây giờ lại đề nghị sửa đầu đề. Thế ta mới giải thích cho bác là thưa bác, trong đảng ta đa số là tốt, số xấu xa hư hỏng ít thôi. Cho nên xin bác lấy xây là chính, nâng cao đạo đức cách mạng trước để quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Bác nghe xong bác ngẫm nghĩ một lúc, bác bảo ý của chú cũng có lý. Bác rất dân chủ đấy các đồng chí, không áp đặt ai, không coi mình là chân lý tuyệt đối đâu. Ý của chú cũng có lý, bác tiếp thu. Nhưng bác rất cẩn thận, bác lại quay sang hỏi một đồng chí nữa là đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương, hai cán bộ cao cấp đã trực tiếp giúp bác làm cái tác phẩm này. Vì đã thảo luận với nhau rồi, chứ ông Chánh Văn phòng Trung ương thưa bác cho cũng đồng ý như vậy. Bác cười, bác bảo ở đây các chú có hai người, bác chỉ có một mình bác thôi, các chú là đa số, bác là thiểu số có phải không? Mà đảng ta thì nói là thiểu số phải phục tùng đa số mà, đúng không? Và vì các chú cũng có lý, cho nên bác đồng ý cho các chú sửa. Thì nó mới ra cái đầu đề mà hiện nay ta đang học đấy các đồng chí. Đấy. Hai đồng chí mừng quá xin phép bác về để còn đăng báo Nhân Dân cho nó kịp ngày mai sinh nhật đảng mùng 3 tháng 2. Bác có cho về đâu. Bác bảo khoan đã, để bác hỏi các chú một câu đã rồi hãy về. Bác hỏi thế này nhé, giả sử các chú dành dụm được tiền, mua sắm được một bộ bàn ghế giường tủ mới, liệu các chú có kê ngay vào trong nhà không? Hay trước hết phải quét sạch rác rưởi trong nhà đi đã? Câu hỏi của bác là rất có ý đấy các đồng chí nhé. Bác một mặt tán thành cho chúng ta sửa mà bác vẫn băn khoăn. Ta còn đang suy nghĩ chưa kịp trả lời thì bác lại bảo thôi, bác hỏi vậy thôi, các chú cứ nghĩ kỹ đi đã, chưa vội trả lời, đây là vấn đề lớn không đơn giản đâu. Có đúng là nguyên tắc tập trung dân chủ đi vào thực tiễn là một vấn đề cực kỳ phức tạp, có đơn giản một chút nào đâu, dù lý thuyết thì rất rõ ràng. Thế là bác còn dặn thế này, bây giờ về làm việc với báo Nhân Dân, bác nhờ các chú một việc, nói với tổng biên tập cho bác một câu, đầu đề như các chú đề nghị sửa cũng được, cũng được. Nhưng trong ruột bài báo, tức là nội dung đấy, nhất thiết phải in đậm cho bác một câu, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Đây ta thấy bác có hài hòa không? Vừa tôn trọng số đông, vừa tôn trọng ý kiến của chúng ta, mà vẫn giữ được cái bản sắc riêng, tính độc lập riêng của bác. Chúng ta mới hiểu vì sao bác nói là phải có lý và có tình là thế. Hay là câu chuyện cảm động giữa bác với tổng biên tập báo Nhân Dân cũng vậy thôi. Tổng biên tập báo Nhân Dân là hàm bộ trưởng đấy các đồng chí. Ít nhất là trong Trung ương Đảng, có khi còn trong Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư cơ. Bác gọi điện thẳng về báo Nhân Dân ở 71 phố Hàng Chống Hà Nội. Bác đòi tiền đấy các đồng chí. Bác đòi tiền nhuận bút vì chẳng bao giờ trả tiền cho bác cả. Bác viết hàng nghìn bài báo mà ta cứ quên đi không trả tiền cho bác. Sau này ta hỏi kỹ ra thì thật ra cũng muốn trả cho bác, nhưng mà ai dám đưa. Thời bao cấp mỗi bài báo nó có mấy hào, mấy xu.
mà bác vĩ đại thế ai dám đưa tiền cho bác. Thế rồi lâu dần cũng quên đi, báo biếu cũng chẳng có. Bác đợi mãi tiền chả có, báo thì không, bác đòi đấy các đồng chí. Bác gọi điện thẳng về báo Nhân dân bác đòi. Thưa các đồng chí, đây là cả một bài tập về văn hóa ứng xử đấy, chứ không phải chuyện tiền nong đâu. Bác bảo cho bác gặp chú tổng biên tập. Tổng biên tập ra đầu dây nói thưa chuyện bác. Bác hỏi ngay, thế chú quên bác rồi à? Bác viết cho các chú nhiều thế mà chẳng già cho bác xu nào là thế nào? Đấy, chúng ta là trí thức cả, nhiều khi ta giữ kẽ ta có dám nói đâu. Còn bác hỏi hồn nhiên thế đấy các đồng chí. Thế ta vội vàng xin lỗi bác, chúng cháu có lỗi quá bác tha lỗi cho. Rồi thanh minh rất là thật thà. Nhưng bác cũng phải hiểu cho lòng chúng cháu chứ. Chúng cháu ngày nào cũng nhắc nhau, bác Hồ của chúng mình vĩ đại lắm, bác không biết tiêu tiền đâu. Đấy. Thế ta lại biến bác thành ông Thánh mất rồi, đúng không? Thần thánh hóa bác như vậy. Bác cười, bác bảo sao mà chú lạ vậy? Bác cũng như chú như mọi người thôi. Ở đời ai cũng là người thường cả, có ai là thần thánh gì đâu. Thôi giả tiền cho bác đi. Đấy, ta xem. Cả một cái bài tập văn hóa các đồng chí, hồn nhiên trung thực vô cùng chứ. Bác nói là chân thật là cách sống tốt nhất, không gì quý hơn bằng sự thành thật cả đâu. Từ trái tim sẽ đến với trái tim. Đấy, đấy là cả một nghệ thuật thuyết phục lòng người của bác đấy. Bác nói tiếp câu này ta mới hiểu rõ lý do vì sao bác đòi tiền. Bác bảo thôi, các chú đã có lời xin lỗi bác rồi thì bác cũng cho qua. Bác không để tâm vì bác rất bao dung. Nhưng bác dặn các chú một câu, với dân các chú không được thế. Đấy mới là cái đích của câu chuyện. Với dân các chú không được thế. Chữ dân này là chữ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong văn của bác, trong lời nói của bác. Các cái nhà nghiên cứu ngôn ngữ Hồ Chí Minh ấy, đưa ra cho chúng ta một lời giải đáp là chữ dân là chữ có tần số lớn nhất trong bảng từ vựng của Hồ Chí Minh. Toàn bộ di chúc là xoay quanh chữ dân cả. Chủ nghĩa xã hội bác chỉ nhắc có 2 lần trong bản di chúc 1.000 từ mà thôi. Đấy. Rồi ta sẽ nói về phong cách của bác độc đáo ở chỗ này như thế nào. Đấy. Tôi nói về sự kiện dân vận để muốn gợi với các đồng chí học bác từ những điều bình dị nhất mà sâu sắc nhất đến như thế đấy các đồng chí. Ngay cả chuyện tiết kiệm. Đấy. Phụ nữ Thái Bình của chúng ta đây này, trong việc học tập làm theo lời bác nhé, có một cái chủ đề rất là có ý nghĩa. Phụ nữ Thái Bình làm theo lời bác, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững cơ mà các đồng chí. Còn thanh niên thì là đi đầu xung kích để xây dựng văn minh đô thị, vân vân. Rồi chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, bao nhiêu những chủ đề quý của Thái Bình này ứng với từng đội đoàn thể, từng nghề nghiệp, tôi cho là rất thiết thực. Thì bác cũng thế đấy các đồng chí. Bác dặn đồng chí thư ký cần vụ của bác cấp dưỡng ấy, chú nhớ bác là người xứ Nghệ nhé. Bác chỉ thích ăn những món ăn dân dã của quê nhà thôi. Ý bác là tiết kiệm, đừng bày vẽ tốn kém. Mỗi đồng tiền bát gạo của ta tiêu dùng đều là mồ hôi nước mắt của dân cả. Bác dặn như vậy là bác giáo dục về tiết kiệm. Còn ta phục vụ bác thì ta phải tinh tế chứ. Ai lại thật thà quá, bác vừa mới nói xong lại đi chất vấn bác, hỏi bác, thế món dân dã của bác là món gì? Thế bác đành kể ra là canh rau muống nấu với tương gừng là bác rất thích này. Cái món ăn phổ biến của người Nghệ An đấy các đồng chí. Canh rau muống nấu với tương gừng. Cá, mấy con cá bống kho là được rồi. Mấy quả cà xứ Nghệ là được rồi. Mà bác rất thích cái món đó. Ta lại tưởng đấy là món bác thích nhất. Dọn cơm cho lãnh tụ bữa nào cũng chỉ có thế đấy các đồng chí. Thế thì bác ăn thế nào? Mà bác vẫn hồn nhiên như mọi người, không phân biệt gì. Nhưng bác hỏi chúng ta là cà Nghệ quê bác thì ngon thật, nhưng mà các chú lấy đâu ra mà lắm vậy, bữa nào cũng cho bác ăn cà. Ta lại tưởng bác thích, mà ta là thanh niên mà ta có một cái bệnh gọi là bệnh ba hoa, cứ nói vống lên. Bác bảo thế này, bác bảo thế ta lại nói là bác cứ dùng cho thoải mái đi bác, chúng con chuẩn bị sẵn cho bác một ô tô cà cơ mà. Đấy, đấy là lời ba hoa đấy các bạn, không có đâu, bác biết chứ. Bác nói ngay, cà Nghệ quê bác thì ngon thật, nhưng bác ăn thế là đủ rồi. Bây giờ bác nhờ các cô các chú ăn giúp bác cái ô tô cà này đi, rồi góp tiền mà trả cho dân. Ai ăn thì người ấy trả tiền.
Chuyên phương châm sống của bác đấy, bác dạy chúng ta là chỉ làm điều lợi cho dân, khó mấy cũng phải làm cho bằng được, tránh điều hại tới dân dù là một cái hại nhỏ. Nếu ta làm đúng được như vậy, luôn luôn như vậy, thì có thể nói là chúng ta có một xã hội rất tốt đẹp, bởi vì dân là tất cả. Gần đây Tổng Bí thư của chúng ta có nhấn mạnh hai cái điều mà chúng tôi coi như một thông điệp với các đồng chí. Thứ nhất, phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo về hiệu quả lãnh đạo và quản lý, và cũng là thước đo về uy tín, phẩm chất, năng lực của cán bộ. Cái câu thứ hai đó là trong tình hình như hiện nay thì lòng tin của dân với đảng, với chế độ phải được coi là một tài sản vô giá, phải gìn giữ và phát huy. Đấy, với hai cái tư tưởng lớn như thế, hai cái thông điệp như vậy, tạo một cái động lực tinh thần cho chúng ta xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh để bước vào đại hội với một khí thế mới, để xứng đáng với niềm tin cậy của dân, mà đấy cũng là điều mong mỏi của Bác Hồ. Thoáng qua một vài câu chuyện như thế thôi, để bây giờ chúng ta đi vào nội dung bản di chúc. Nhưng mà muốn hiểu được nội dung bản di chúc thì ta phải đặt nó trên một cái nền tảng thế này này. Di chúc chỉ là sự kết tinh cả cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Để hiểu di chúc phải hiểu cả cuộc đời, sự nghiệp của Bác, Bác mới sinh ra được những cái chữ nghĩa vắt từ trong máu, trong tim ra như thế cho chúng ta này. Trong gia đình Bác là người thọ nhất với các đồng chí. Bác còn được 79 tuổi. Mẹ Bác, bà Hoàng Thị Loan, chỉ được có 33 tuổi thôi. Mà bà lại mất vào dịp Tết. Bác mồ côi mẹ lúc 10 tuổi đầu. Mà khi mẹ mất, ấy, chỉ có Bác và em nhỏ ở bên mẹ ở Huế thôi. Bố Bác là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy, mà lúc bây giờ cũng chưa phải là quan phó bảng, bị triều đình nó đầy ải đi tít tận núi rừng Thanh Hóa xa xôi để chấm thi. Mà ngày xưa, vì cụ là quan về giáo dục mà, ngày xưa các cụ đi đâu là thường mang con trai cả đi. Anh trai Bác là ông Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Tất Đạt đi cùng với bố. Chị gái Bác là bà Nguyễn Thị Thanh, có cái tên rất đẹp là Bạch Liên, ở lại quê để chăm sóc bà ngoại đang ốm nặng. Thế là ở Huế chỉ có Bác, em nhỏ của Bác và mẹ Bác thôi. Bác đi mua thuốc về cho mẹ, xin cơm xin cháo ở hàng xóm để nuôi em, vì nhà nghèo lắm, mẹ lại không có sữa. Cho nên mở cửa ra thì mẹ đã chết lạnh trên khung cửi. Bác òa lên khóc tủi thân. Hàng xóm sang làm an ủi Bác và làm tang cho mẹ Bác. Hôm sau là 23 Tết, mẹ Bác mất ngày 22 Tết mà. 23 Tết, Tết ông Công ông Táo đấy, Bác 10 tuổi đầu, đầu đội khăn tang, tay bế em nhỏ, nước mắt ròng ròng đưa mẹ lên núi ở ngoại ô thành phố Huế để chôn. Mà cái kỷ niệm đau đớn này theo đuổi Bác suốt cả cuộc đời. Mẹ mất rồi, em nhỏ cũng mất theo. Em Bác tên là Nguyễn Sinh Nhuận, nhưng mà vì không có sữa mẹ, toàn đi xin bú nhờ hàng xóm và xin cơm xin cháo nuôi em, đặt tên nôm là Nguyễn Sinh Xin. Nguyễn Sinh Xin chỉ sống được 4 tháng tuổi đã mất. Khát sữa mẹ, nhớ mẹ khóc cả đêm.